Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn nha. Hôm nay là em mình sẽ design cái bộ móng cho cô khách này. Em mình sẽ dùng cái gel đặc đi dễ hoa ha. Cái cốc này có một miếng acetone trong đây. Em mình sẽ rửa cái đầu cọ cho nó mềm. Tại vì cái móng tay nó tương đối dài, em mình sẽ vẽ cái hoa bự nha. Rồi. Bây giờ em mình sẽ dùng cái cọ màu đen. Em mình vẽ một cái đường line màu đen nha. Cũng như cái móng dài quá mình phải red contrast, giống như mình phải vẽ thêm những cái line nữa. Rồi làm thấy mình thêm màu đen nè. Tại vì cô khách là vẽ sơn kim tuyến đó các bạn, sơn kim tuyến như vậy là chỉ có màu đen mình vẽ lên nó mới nổi thôi, màu đen với màu trắng thôi, chứ những cái màu khác lên nó không có nổi bằng. Rồi qua đây cũng vậy. Rồi mình đã vẽ xong cái đường line màu đen nha. Em mình vẽ bằng màu thường nên em mình không cần phải hơi nha các bạn. Bây giờ cái bước kế tiếp thì em mình sẽ dùng cái màu trắng gel đặc nè. Đó, em mình sẽ móc lên cái màu ở trên nè. Tại vì nó có nổi cái nước đó, mình phải móc cái màu không. Cái nước như cái dầu nổi ở trên đó các bạn. Rồi bây giờ em mình sẽ lấy nha các bạn này. Rồi bây giờ em mình sẽ vẽ từng cánh nè. Đây, cái tay của khách to nên mình cần phải vẽ cái hoa cho nó bự. Rồi giờ mình sẽ vẽ cái hoa ở đây. Mình kéo từng cánh vô rất là dễ các bạn. Rồi giờ qua bên đây nha. Các bạn thấy cái hoa bự chưa? Hoa bự, hoa nhỏ là do mình rửa cái cọ nha các bạn. Rồi rồi đây giờ mình vẽ đây nha. Các bạn thấy mình vẽ bằng cái cọ này mình vẽ 10 cánh, mình vẽ 10 cái hoa rất là nhanh. Hay mình vẽ bít luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ tới món này nha. Bạn thấy mình chỉ chấm như vậy mình kéo ra rất là gọn luôn. Rồi là mì đã xong nha bạn. Rồi bây giờ mì cho hơi bằng tay bên đây nha. Rất là phóng mấy giá. Tại vì đây là cái màu gel đặc. Mình vẽ xong mình phải cho hơi. Rồi bây giờ qua tới bàn tay bên đây cũng vậy. Em mì sẽ vẽ những cái đường đen nữa. Đường đen này mình gom lại cái móng đó các bạn. Cảm nghe điện thoại của cô khách. Rồi bây giờ đây cũng vậy. Cái đường đen này mình vẽ theo kiểu tự do nha các bạn, mình không cần phải vẽ giống nhau. Rồi con cái nữa. Rồi xong 10 ngón đường đen. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hoa lên. Rồi mình sẽ móc cái trắng này lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái hoa nha.
bạn thấy rất là dễ, mình kéo cánh hoa nè, nó mình tấm tấm nó lại vô phân trăm. Rồi đây mình đi một miếng là vẫn được nè các bạn. Bạn thấy không, mình chỉ xây cái đầu cọ thôi. Rồi đây cũng vậy, cái cánh hoa là do mình uyển chuyển đây, bự nhỏ là mình phải lựa cọ. Cái treo đặc này là các bạn muốn đi, bạn muốn cho nó đậm thì mình đi hai nước treo đặc nha. Rồi bạn thấy em đi cầm cái mì trở lại cho cái hoa. Cái hoa này thì dễ lắm các bạn, mình muốn đặt cái hoa chỗ nào mình kéo chỗ đó cũng được hết, nó rất là dễ cho mình. Rồi giờ mình kéo thêm đây hai miếng nữa nè. Đó bạn, cái hoa đặt ở đâu em mình kéo cũng được hết, nó rất là đơn giản. Rồi giờ các bạn muốn, bạn chưa thấy mình kéo chiều này phải không, mình kéo chiều này cho các bạn coi. Nhưng khi em mình không chéo kéo á, các bạn nghĩ em mình không có kéo ngược tay được. Các bạn thấy không, chiều nào mình đặt sữa cỏ em mình kéo cũng được hết đó. Rồi giờ tới ngón cái nha các bạn, cái rồi mình kéo đây nè, đó rất là dễ. Mình kéo cái bông này nè, các bạn thấy không, bự ra luôn, muốn bự ra là mình cho bự ra. À nó muốn ở đây mà chơi đi hết luôn. Rồi các bạn thấy 10 ngón dĩa hoa nha. Bây giờ các bạn ấy mình sẽ cho hoa qua bên đây. Các bạn thấy bây giờ cái hoa này nó cũng tương đối. Bây giờ các bạn ấy mình sẽ đi lại một nước mình cho các bạn coi. Mình chỉ cực đi lại nước thứ hai, nó rất là đậm nè các bạn. Em mình đi nước thứ hai thì nó đều lên bước cũ thôi ha. Em mình không cần nói nhiều thì các bạn cũng hiểu rồi. Đi nước thứ hai cho nhanh để không mất thời gian các bạn. Rồi các bạn thấy nước thứ hai mình chồng lên thôi. Móc thêm cái màu keo lên là nó hết rồi. Các bạn thấy nước thứ hai là nó đậm lên liền ha. Rất là dễ, không có gì khó khăn cho mình. Bông bự, bông nhỏ tùy thôi, mình bắt thôi. Giờ mình bắt thêm đen cái nữa cũng được, mình cho đậm đậm tí. Đó các bạn thấy không? Rồi mình đồ lại trong vòng 60 giây là xong, các bạn thấy không? 1 phút mà. Còn mình không muốn đồ lại, nếu mà cô khách, những cái khách, có nhiều cô khách rồi, cánh hoa cho nó đậm lên đó các bạn. Mà nếu mấy cô khách nào dễ, mình cảm thấy cái màu nó nổi lên, nó show up rồi thì mình chỉ cần giả một nước thôi được rồi. Rồi, các bạn thấy đây ha. Các bạn cũng thông cảm cho em mì ha. Nhiều cái video của em mì nó hơi ồn, tại vì có khi khách nói chuyện hoặc là điện thoại của cậu Rinh đó, nó ngoài cái control của mình. Các bạn biết tại vì em mì chia sẻ trên tay thật, trên tay khách nên có lại mì quay liền chứ không phải là em mì làm trên tay model nha. Nên nó hay ồn, các bạn cũng thông cảm nha. Các bạn thấy mình đồ lại thì mình đi cánh nào trước cũng được. Còn nếu mà em mì vẽ thì đi thường đi cánh ngay giữa trước nha các bạn. Rồi đi cánh ngay đây trước nè. Còn em mì đồ lại thì em mì muốn bỏ cánh nào trước cũng được, bởi vì nó đã có cái đường nét sẵn rồi. Rồi vậy là em mì đã xong nha. À bây giờ em mì sẽ bỏ cho các bạn coi cầm pen 10 ngón tay
màu hồng xen qua màu trắng. Bây giờ em sẽ dùng một tí xíu màu đen. Em chấm chấm vào cái miệng nữa là em xong nha các bạn. Bây giờ em sẽ bỏ tay này xuống cho cô khách hơi nha. Rồi, bây giờ em sẽ dùng cái cỏ chấm đây. Đây là màu đen đây. Em để cho nó dính trong cái cây này luôn. Em không có chuẩn lấy cái tấm ha, cái miếng đựng màu. Em không đi nó mất thời gian với bạn nó. Chấm dài chấm vậy là được rồi các bạn, không cần phải chấm nhiều quá. Cái vậy tương đối thôi. Rồi, đây cũng vậy. Thì em mày cô khách muốn đi tâm màu đen luôn. Mình không muốn chấm thì mình chấm màu vàng hay bỏ kim tuyến tùy mình hoặc tùy khách hàng nha các bạn. Rồi. Rồi đây nè. Rồi, mình đã xong. Cách đâu có mình lấy rồi qua bên đây. Mình cũng chấm ở đây nữa. Các bạn không muốn cái khoảng trống hồng này nó nhiều thì các bạn gom cái bông lại. Còn ai mình muốn cái khoảng trống này nó bự nè cho nó ẩn cái hồng lên nè các bạn, ẩn cái màu lên. Còn nếu mà các bạn không muốn thì kéo cái cánh hoa nó dài ra, nó vô sâu đó luôn thì nó sẽ che lại cái màu hồng đó luôn. Bông này là em vẽ theo kiểu tự do nha các bạn, không có vẽ cái bông nó cùng một loại bông nhưng mà nó nằm ở mỗi hướng khác nhau. Rồi giờ đây cũng vậy, bạn thấy em chấm dễ nhanh gọn, chấm một thưa thưa vậy là ok rồi. Rồi vậy là em đã hoàn thành xong 10 ngón tay vẽ của cô khách này. Rồi bây giờ em sẽ để ra một lần nữa cho các bạn coi đây. Đó, đây là 10 cái hoa vẽ bằng cỏ này thì nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cô khách hơi. Cái bước cuối cùng là em đã bỏ thấp treo lên nữa, là em đã hoàn thành xong bộ móng cô khách này ngày hôm nay nha các bạn. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.